theo anh nghĩ cái này, nếu em đã có nghề rồi thì hãy thì nếu thì trước mắt theo anh nghĩ là em lên tham gia cái lớp học đi đã, sau đó thì 12, 13, 14 về thì em chụp lại cho anh cái căn cước chứng minh thư, căn cước của em. Đấy, rồi anh sẽ điền cho em vào cái đơn. Để anh hỗ trợ luôn, thì một anh đơn từ cái thứ biết làm qua máy. Bây giờ sang là tiền trưởng nhóm luôn à? Không, không còn là UF. Bên kia là sang tắt từ trưởng phòng bên kia sang này. Bên anh thì tiểu ngang như thế thì cũng có, nhưng mà nếu mà trường hợp như thế thì nó lại sạc cái nó hơi khó về mặt doanh số. Nếu mà mình doanh số mình không đạt thì nó lại giảm xuống. Đấy, với hai bên anh đường ngang, như thế nó cũng không có cái chế độ lương. Chị gửi xe trên này hay là em gửi dưới? Em sang ngang thì nó cũng sức ép của em nó cao hơn thôi. Thì tốt nhất là em vào hệ thống mới thì em xây dựng lên từ từ thì nó hay hơn, nó chắc hơn. Đấy, và mục tiêu của em vẫn là mình sẽ bán từ từ. Chứ còn nếu mà vào thì ví dụ doanh số đầu tiên là nó khoảng mấy chục triệu rồi thì tự dưng là mình cảm thấy mình lại phải tuyển thêm 3-4 người quân nữa thì là tự dưng sức ép mình cao hơn, đúng không? Thì mình tất nhiên là xây dựng từ từ dần dần nên mình vào hệ thống như này hơn không? Cái danh sách nó làm cũng chặt lắm, tại vì là danh sách này bọn anh phải gửi về công ty trên Hà Nội này, sau đó thì nó phải gửi